Kính chào quý vị đang đến với chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong thời gian dài, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam quá tập trung vào các thị trường truyền thống, gần như bỏ quên châu Phi và Trung Đông, trong khi đây là thị trường có sức mua lớn tương đối dễ tính phù hợp với khả năng của doanh nghiệp Việt. Nhiều chuyên gia cho rằng tăng cường khai thác thị trường này là hướng đi chiến lược và có ý nghĩa quan trọng về lâu dài. Mặc dù được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, tuy nhiên thì để khai thác được tiềm năng lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này cũng không hề dễ dàng bởi thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy làm thế nào để đẩy mạnh khai thác tiềm năng thương mại giữa Việt Nam, Trung Đông? Những rủi ro tiềm ẩn là gì? Các doanh nghiệp cần lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được làm rõ trong chuyên đề ngày hôm nay. Trước tiên mời quý vị cùng đến với những ghi nhận từ phóng viên kênh truyền hình VITV. Trong chuyến khảo sát của Phái đoàn Doanh nghiệp Việt Nam do VCCI tổ chức đi tìm hiểu thông tin thị trường tại một số nước khu vực Trung Đông như Kuwait, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhận định chung của đoàn và các doanh nghiệp thì Trung Đông là thị trường vô cùng tiềm năng cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam, bởi khu vực này có sức tiêu thụ nông sản lớn nhưng lại khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản vào thị trường này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các doanh nghiệp vẫn cho rằng đã khai thác và thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường. Vùng thứ hai, quanh năm suốt tháng họ cũng chẳng sản xuất được nông nghiệp, đấy là vùng Trung Đông. Ở đấy họ phải nhập rau củ quả của tất cả những nước sản xuất khác mang đến, họ không sản xuất được cái gì, gần như không sản xuất được cái gì. Vì vậy cái tiềm năng, cái lợi thế của chúng ta, một cái nước nông nghiệp nhiệt đới như thế này là rất lớn. Tôi vào thị trường Trung Đông vừa rồi, Kuwait, thì họ sử dụng cái lượng trái cây tươi rất nhiều, nhưng ngoài quả chanh thì chúng ta không có một mặt hàng nào ở trong cái hệ thống bán hàng của họ cả. Số liệu thống kê cũng cho thấy mỗi năm Trung Đông nhập khẩu khoảng 40 tỷ đô la Mỹ về lương thực thực phẩm, dự kiến giá trị nhập khẩu đến năm 2035 là 70 tỷ đô la Mỹ. Song giá trị xuất khẩu các mặt hàng này của Việt Nam vào Trung Đông mới chỉ chiếm hơn 1% kim ngạch nhập khẩu của khu vực này, do đó còn rất nhiều dư địa để phát triển. Lâu nay thì châu Phi Trung Đông được biết đến là cái thị trường tiềm năng, nhưng mà để thực sự hiểu rõ thị trường Trung Đông và châu Phi thì chưa nhiều. Chính vì vậy mà Bộ Công Thương tổ chức cái hội thảo giới thiệu cho doanh nghiệp, giới thiệu thông tin về thị trường Trung Đông châu Phi cho doanh nghiệp Việt Nam để phổ biến thông tin về quy định thị trường, chính sách thương mại và các cơ hội xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Trung Đông châu Phi. Thì với cái nhu cầu nhập khẩu của thị trường Trung Đông và thị trường châu Phi trong những năm tới thì đặc biệt một số những cái cơ hội cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang. Có thể nói đầu tiên là những cái mặt hàng nông sản thực phẩm vốn là những mặt hàng truyền thống của Việt Nam xuất sang khu vực Trung Đông và châu Phi. Bởi hiện Trung Đông có nhu cầu rất lớn về nông sản, nổi bật là các sản phẩm rau quả và trái cây. Các sản phẩm này được nhập khẩu chủ yếu từ Nam Phi, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, v.v. Trong khi đó, những mặt hàng này, Việt Nam đang có ưu thế lớn do địa hình và khí hậu phù hợp. Có các sản phẩm đa dạng từ nhiệt đới, bán nhiệt đới và ôn đới với sản lượng khoảng 17 triệu tấn trên năm. Thì Kuwait nói riêng hay là thị trường Trung Đông nói chung ấy, thì đều là một cái thị trường mà chúng ta thấy là có một cái tiềm năng hợp tác rất lớn. Ngoài cái hợp tác về dầu khí là những cái dự án lớn của cấp quốc gia của hai chính phủ, thì đối với cộng đồng doanh nghiệp á, thì chúng ta thấy được cái thị trường Kuwait cũng như là thị trường Trung Đông đó là một cái thị trường rất cần đến cái sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt đó là nông sản, hàng may mặc, hàng tiêu dùng. Chẳng những có sức tiêu thụ lớn, Trung Đông còn là cửa ngõ, cầu nối sang thị trường châu Âu. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được hưởng mức thuế nhập khẩu chỉ từ 0 đến 5% khi xuất khẩu vào các nước trong khu vực Trung Đông, đặc biệt là các nước thuộc khối Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC như Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam mà lần đầu tiên vào UAE, thì cái điều đầu tiên là vấn đề là giới thiệu hàng hóa và tìm kiếm đối tác. Thì đầu tiên giới thiệu hàng hóa thì tôi có lời khuyên với các doanh nghiệp là càng tham gia các hội chợ tổ chức tại Dubai và tổ chức tại UAE càng nhiều càng tốt. Là vì đây là một cái kênh quốc tế để giới thiệu hàng hóa rất là hiệu quả. Thị trường châu Phi đối với tôi mới chỉ là bước đầu thông qua các khách hàng khác. Cho nên chính vì thế chúng tôi rất quan tâm đến thị trường này và hôm nay được mời chúng tôi tham dự tại đây. Để mong rằng làm sao có được xuất khẩu thẳng vào thị trường châu Phi. Với những tiềm năng thị trường cùng với ưu thế về sản phẩm thế quan, các chuyên gia cho rằng nếu khai thác tốt thị trường này, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Đông có thể đạt 12 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018.
Thưa quý vị, mặc dù được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu, tuy nhiên thì theo các chuyên gia, thị trường Trung Đông còn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà các doanh nghiệp cần cẩn trọng khi tìm hiểu thị trường này. Những rủi ro đó cụ thể là như thế nào? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Là một trong những doanh nghiệp về lương thực thực phẩm hàng đầu của cả nước, mỗi năm công ty lương thực miền Bắc xuất khẩu vào Trung Đông khoảng 200.000 tấn, đạt trị giá khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang gặp phải khó khăn do việc thanh toán đơn hàng bị chậm trễ. Vấn đề thanh toán là vấn đề mấu chốt quan trọng nhất. Thì họ thanh toán, họ yêu cầu là thanh toán bằng cái ngân hàng nội địa của họ, cho nên đâm ra cái quá trình giao dịch thanh toán nó cũng rất là mất thời gian và rất là người nhà xuất khẩu rất phải cẩn trọng. Đây cũng là khó khăn chung của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Đông. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này, các nhà nhập khẩu tại Trung Đông thường đề nghị phương thức mua hàng trả chậm, hình thức CIF giao hàng tại cảng đến và không mở LC thanh toán thư tín dụng do chi phí cao. Việc thanh toán còn được thực hiện bằng TTA, thanh toán điện chuyển tiền, đặt cọc 10% số còn lại trả nốt khi có chứng từ. Đây là phương thức thanh toán không an toàn nên hầu hết không được các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chấp thuận. Đối với thị trường châu Phi thì các bạn rất biết rồi là một trong những vấn đề là thanh toán. Thực tế mà nói thì hiện nay đất rất nhiều thông tin cần được kiểm chứng đối với nước nhập khẩu chè của mình cũng như mọi mặt hàng khác thôi. Khi khách hàng mở được cái thư tín dụng và thanh toán thì cũng mất khá nhiều thời gian. Thông thường thì từ 20 ngày đến 1 tháng thì họ mới có thể họ phát hành được cái thư tín dụng. Và cái thư tín dụng này của họ thì gần như nhà xuất khẩu lưu ý là nên đề nghị họ một là mở từ cái ngân hàng quốc tế, hai là nếu có mở ngân hàng nội địa của họ thì cũng phải yêu cầu là có xác nhận của ngân hàng hàng đầu của thế giới. Không chỉ gặp khó trong khâu thanh quyết toán mà khoảng cách về vị trí địa lý quá xa khiến chi phí vận chuyển cao, mất nhiều thời gian cũng là một trong những tồn tại khiến cho các sản phẩm Việt bị giảm sức cạnh tranh so với các nước khác. Khi mà các doanh nghiệp tiếp cận vào thị trường UAE thì thứ nhất là cái khoảng cách địa lý là về máy bay là có 7 tiếng đồng hồ bay, còn nếu mà đi container là mất 23 ngày, cộng thêm với 4 ngày thông quan nữa là 27 ngày. Thì với cái thời gian đi như vậy thì cái freight cost, cái chi phí vận tải nó sẽ đội lên và giá thành sản phẩm cũng đội lên. Và cái việc bảo quản hàng hóa, nhất là rau quả tươi, đi ở container là nó khó, gặp rất khó khăn. Là vì 27 ngày thì nói chung là rau quả nào cũng hỏng, và đặc biệt là các loại quả thì có thể là các cái con sâu bệnh, nghĩa là trong thời gian nó hoa quả ở trong container là nó sẽ nảy sinh sâu và thứ nó rất là khó. Bên cạnh đó, 90% dân số Trung Đông theo đạo Hồi, do đó để sản phẩm hàng hóa trong đó có nông sản vào được thị trường này, điều tiên quyết là các sản phẩm phải có giấy chứng nhận thực phẩm Halal và nhãn Halal. Halal là tiếng Arabia, có nghĩa là hợp pháp hay được phép theo luật Hồi giáo. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm chú ý đến điều này. Khi họ nhận thấy là cái sản phẩm này họ có thể thương mại được, họ có thể bán được thì là họ sẽ tổ chức chuyến đi Việt Nam. Thì khi họ tổ chức chuyến đi Việt Nam thì họ sẽ đến thăm cái nơi trồng, xem là mình trồng theo cái kỹ thuật nào, rau quả ví dụ như thế, mình trồng theo kỹ thuật nào, có đảm bảo cái tiêu chuẩn Halal không. Sau đó họ có đi thăm cái nhà máy chế biến, rồi là đi thăm cái quy trình đóng gói của sản phẩm để đảm bảo được sản phẩm là đạt tiêu chuẩn Halal. Vì vậy, bên cạnh việc khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tích cực tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác thúc đẩy thương mại hàng hóa với khu vực châu Phi Trung Đông, các chuyên gia cũng khuyến cáo các doanh nghiệp nên nắm rõ thông tin, có sự kiểm chứng thông tin thương nhân, thông tin thị trường trước khi tiến hành giao dịch. Thưa quý vị, trước những rủi ro tiềm ẩn vừa được phân tích ở trên, các chuyên gia, cơ quan chức năng đã đưa ra những lời khuyên nào cho doanh nghiệp để giảm bớt rủi ro, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa các nước Trung Đông? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Theo các chuyên gia, quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Đông hiện đang phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Do đó, để khai thác được tiềm năng của thị trường Trung Đông, cũng như hạn chế những rủi ro trong quá trình giao dịch, các cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo khi doanh nghiệp xâm nhập thị trường Trung Đông, châu Phi. Cần có đủ thông tin như điều tra thương nhân, tìm hiểu kỹ về thị trường, cảnh giác với những thương vụ quá hấp dẫn nên sử dụng tư vấn cho thẩm định đối tác, giúp đàm phán ký kết thực hiện hợp đồng. Khi bắt đầu mà ký đơn hàng thì nên liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại UAE
là vì sứ quán sẽ làm cái khâu thẩm định xem cái đối tác đó có phù hợp không. Thế là vì là ta sẽ phải có cái thẩm định đúng đối tác phù hợp thì sứ quán sẽ có khuyên doanh nghiệp là nên làm hay không. Vấn đề này là vấn đề chúng tôi đang quan tâm. Các doanh nghiệp làm ăn với Trung Đông còn băn khoăn trong khâu thanh toán thì Dubai Export chúng tôi có một đối tác ở Việt Nam và có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xác nhận những đơn vị uy tín của Dubai để làm ăn. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể giới thiệu các ngân hàng uy tín để thực hiện và đảm bảo vấn đề thanh toán cho các doanh nghiệp hai bên. Khi thanh toán theo hình thức DB, giao tiền thì giao chứng từ, doanh nghiệp Việt Nam cần đưa ra các mức phần trăm đặt cọc, deposit để đảm bảo cho các đơn hàng tốt nhất trên 30% trở lên. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng có một số cái, cũng có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, đại chúng, báo đài về cái hình thức và thói quen thanh toán của các doanh nghiệp tại khu vực Trung Đông và Châu Phi. Và cũng có khuyến nghị với doanh nghiệp là khi mà ký hợp đồng với các Châu Phi, nếu mà bạn muốn thanh toán qua trực tiếp, qua ngân hàng thì bao giờ cũng nên có một cái khoản là đặt cọc ít nhất từ 20-30%. Và sau khi mà hàng trước khi giao hàng, trước khi hàng đến cảng, trước khi giao hàng cho bạn, là chúng ta phải đảm bảo được là chúng ta nhận đủ tiền thanh toán thì mới giao hàng. Với cái sự hỗ trợ của phòng thương mại Kuwait cũng như là tổng lãnh sự quán của Kuwait tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ tiếp tục là liên hệ với lại Bộ Nông nghiệp để mà làm việc trực tiếp với họ để mong muốn là làm sao đấy có thể đẩy mạnh được cái xuất khẩu của cái hàng nông sản cũng như là thực phẩm halal từ Việt Nam vào thị trường Kuwait. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng kiến nghị cơ quan chức năng cập nhật thường xuyên những thông tin cảnh báo thị trường, hỗ trợ xây dựng ngân hàng thương mại thiết lập mối quan hệ hợp tác, tạo lập kênh thanh toán với ngân hàng thương mại của khu vực Trung Đông. Theo tôi thì đây là một thị trường rất lớn và ổn định nên chính phủ của Việt Nam cũng như các nước Trung Đông và Kuwait cần có sự chú trọng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai nước nói chung và của hai vùng nói riêng có cái điều kiện thường xuyên giao tiếp với nhau, thường xuyên có những cái cơ hội để thể hiện cái năng lực sản xuất của nhau và hỗ trợ cho các doanh nghiệp về vấn đề thông tin thị trường hoặc là những cái vấn đề thuộc về cảnh báo thị trường và đặc biệt là những cái sự hỗ trợ về logistics để đảm bảo cho cái quá trình vận chuyển hoặc là giao nhận hàng hóa nó được đảm bảo. Và cái cuối cùng nữa tôi nghĩ rằng là cũng không kém phần quan trọng đấy là sự hỗ trợ về vấn đề kiểm soát cái dòng tiền thanh quyết toán, vì tôi cũng có nghe rất nhiều thông tin là cái chuyện thanh quyết toán nó cũng không được tốt lắm. Chúng tôi cũng có kiến nghị cùng với một số bộ ngành thì làm sao đẩy mạnh cái hợp tác ngân hàng giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam với hệ thống ngân hàng của các nước Châu Phi và một số quốc gia Trung Đông khác để làm sao có thể giúp được cái doanh nghiệp trong cái khâu thanh toán. Chúng tôi cũng có một cái đề nghị là hệ thống ngân hàng cũng phải tích cực sang các nước Trung Đông và Châu Phi để có thể làm sao set up cái thiết lập cái quan hệ đại lý. Trong bối cảnh thị trường truyền thống của Việt Nam đang dần tiến đến điểm bão hòa, việc đẩy mạnh khai thác tốt tiềm năng thị trường khu vực Trung Đông là hướng đi mới và khả thi cho các doanh nghiệp Việt. Do đó, các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thông tin thị trường để quan hệ thương mại giữa hai khu vực thực sự tương xứng với tiềm năng. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.